Thưa quý vị, thưa cả nhà, chắc vừa rồi quý vị cũng đã biết được một clip xôn xao trên cộng đồng mạng làm căm phẫn bao nhiêu người. Đó là hành động của người con dâu và người con trai bạo hành người mẹ của mình. Đó là cái bà cụ đang ngồi ở phía xa xa này quý vị nhé. Hôm nay thì Xuân Dũng đã đến tận nhà cụ và đã được gia đình cung cấp cho clip gốc của gia đình. Và bây giờ Xuân Dũng sẽ đưa cái câu chuyện này lên cho mọi người được biết là câu chuyện của bà cụ bị bạo hành như thế nào. Và trước đây thì bây giờ thì xin mời mọi người xem qua một chút về cái video ở trước đây của nhé quý vị nhé. Quý vị đang xem là những hình ảnh mà cụ đã bị người con dâu của mình bạo hành á. Clip này rất là dài quý vị ạ. Clip này của Dũng nguyên gốc của nó dài gần đến 10 phút và Dũng có hai clip như vậy. Dũng chỉ cho mọi người xem qua thôi nha, tại vì cái này nó có một chút bạo lực cho nên là Dũng không đưa lên nhiều được. Những hành động đó, những cái hành động đó, nói chung là đấy, Dũng chỉ tua thôi chứ Dũng không muốn đưa cho mọi người đó. Sau đó thì người con trai nó còn cầm cái cây đến để đánh vào người mẹ của mình nữa đó. Sau đó hình như anh là ẵm người mẹ đi ra ngoài nhà vệ sinh đấy quý vị đó. Thì Dũng chỉ cho mọi người xem qua sơ vậy nha. Bây giờ thì xin Dũng sẽ đến nhà, câu chuyện mà Dũng đến nhà và đã gặp bà cụ như thế nào thì sau đây xin mời quý vị cùng xem. Ngày lặn lội reo neo nuôi con đến ngày lớn khôn. Giống mà điện ca sĩ mà hôm nay em mời ca sĩ về hát cho ngoài nghe mà. Hello, xin chào quý vị, chào cả nhà. Thưa quý vị, nghe cách đây mấy ngày thì trên mạng đã xôn xao một câu chuyện, đó là một người phụ nữ và là con dâu của một bà cụ 88 tuổi đã bạo hành người mẹ của mình, người mẹ chồng của mình. Vừa bạo hành rất là, mình cảm thấy là rất là xót thương, còn dùng cả cây để đánh vào mông cụ nữa. Thì câu chuyện đó đã làm xôn xao dư luận rất và làm nhiều người rất căm phẫn, lên án về cái hành động vô nhân tính của cái người này. Thì hôm nay thì Xuân Dũng thì cùng với anh Tuân Vĩ biết được câu chuyện và đã xuống đây hỏi thăm cụ và để động viên cụ, và cũng rất là bất ngờ khi mà bà cụ đây là cũng là người bà con của một người bạn của Xuân Dũng, đó là anh Trung Võ ở Chợ Gạo Tiền Giang. Và hôm nay thì Xuân Dũng nhờ anh Trung Võ đưa Dũng và anh ca sĩ Tuấn Vĩ vào thăm bà cụ và mời mọi người đi vào tìm hiểu câu chuyện của bà cụ này như thế nào nhé quý vị nhé. Sao em liên lạc ở đâu mà em biết cái thời biết chứ em câu chuyện này thì em biết ấy chứ. Chú ruột quên là chú đâu chú ruột đây hả? Không không, chú ruột đi đám cưới rồi. Đi cưới rồi người chú ruột đi đám cưới. Tôi thì là con với bên cái bà bệnh đó. Ngon hả? Không phải con tôi, là không phải con tôi, là bà con. À, bà con tưởng cậu này với má của chị là bà con chú bác, cậu này với má chị là bà con cô cậu. Thực ra mà nói thì cho em trình bày chút xíu. Em thì bàn với anh Trung, anh em chơi với nhau cũng 3 năm nay rồi, mấy năm nay rồi, thì cũng biết được câu chuyện của bà cụ á. Thì thực tế thì cũng ngờ rằng là bà cụ lại có chỗ thân tình bà con thu gia với nhà anh Trung, cũng biết như vậy. Mà thì thực ra thì ban đầu em cũng tính là nói anh Trung đến, anh Trung ấy em muốn xuống cái chỗ này, em muốn tìm hiểu cái hoàn cảnh bà cụ, em thấy thương quá, em muốn thăm bà cụ gái là nhờ anh Trung dắt vô. Trung ơi, trời ơi, bà con của anh á, bà con thông gia vậy là dạ đi theo nó, bà cụ là xui nhưng mà nói xui dạ. Cho nên hôm nay thì em Xuân Dũng em đến từ một kênh YouTube,
tin nóng từ dân. Dạ, một kênh mà em chuyên giúp các hoàn cảnh khó khăn, những cái trên cái dạ. Đặc biệt là chủ em giúp cho các hoàn cảnh ở khu vực miền Tây mình thôi. Tiền Giang ok chứ. Dạ, em cũng là dạ. Thì hôm nay thì em xuống đây cùng với anh ca sĩ Tuấn Vĩ nữa. Anh Tuấn Vĩ là một ca sĩ của chương trình Trồng Ca Để Đời. Của chủ nhà cũng là học trò của cô Giao Linh. Một, anh cũng nghe được tin bà cụ vậy thì cũng muốn xuống thăm bà cụ luôn. Dạ đó. Thôi thì em có một chút tức hết thì em có một chút quà gửi cụ, đấy là hai hộp sữa Ensure. Sữa này bên Mỹ gửi về á. Dạ, sữa mà cái này gửi về cho bà mẹ, bố mẹ em cũng 70 tuổi rồi. Dạ, nhưng mà 6 hộp đó cho nên em có chia ra cho bên vợ này dành tặng cụ 2 hộp. Dạ. Con chai dầu này cho cụ luôn. Dạ. Em có chút chút là em để mừng tuổi cho cụ sao. Dạ. Sẽ nhờ giờ mấy em nhà cũng nhận ha. Thay mặt với gia đình cũng cảm ơn hết. Dạ. Rồi với là em cũng xin phép luôn là cho em với anh Vĩ xin phép được trò chuyện với cụ, với gia đình mình, và cho xin phép em được ghi hình và được không ạ? Được. Dạ, dạ. Em hỏi vậy, kẻ xin phép trước, kẻ này sau này gia đình. Dạ, cụ cũng không nói gì hết, cầm mấy chú mấy người lại như mà thăm tôi, thương tôi, thăm tôi về tôi mừng quá đi. Yêu cầu xin trời Phật ban bố phước lành mấy ông đi mừng cho đàng hoàng về. Dạ. Cảm ơn cụ. Cụ năm nay cũng nghe con nghe thông tin thì cụ cũng ngoài 80 rồi cụ ha. Đối với ông tôi này nhiều rồi. Con biết rồi. Con biết rồi. Dạ. Con nghe thông tin cho nên là tụi con cũng xuống chủ yếu là động viên thăm hỏi. Dạ. Làm việc hai hồng con đi sẵn. Dạ. Làm việc rồi. Dạ. Tu hành vậy đã xa trôi. Dạ. Mà mang thêm tội ngược chui ngạn trời. Dạ. Thầy cô nói là trời cũng dễ, các con đừng dễ nó hoài. Dạ. Cuộc đời trời đất chỗ che nào ai biết sợ biết nghe đi rồi. Dạ. Cũng không mà phủ bao đồng. Dạ. Dạng riêng thần giữ một lòng nhất chung. Dạ. Được rồi. Dạ. Đạo má chị đạo Cao Đài. Giống dạ. như đó là kinh trong đạo Cao dạ, Đài. Dạ. Cụ đọc mấy câu đó thì con thật sự là đôi khi con ở trong lòng con lại hơi có một cái sự thắc mắc một chút xíu là không biết trước đây thì cụ có thường đọc cho các con nghe không? Đâu có ai muốn mà cụ đọc cho. Ai muốn? Dạ. Rồi không như mình muốn. Dạ. Lại ép mà ghi ra đây và đọc về người ta. Dạ, không, ý con đang nói là theo con hiểu thì cái cách dạy dỗ của cụ cũng rất là tốt, cũng rất là gọi là có cũng, có tâm, có già dạ, có tâm rồi có tôi mấy người dạ, có được khả năng dạy dỗ mà tiếp rồi dạ. Tiếc rằng là để đi con coi tới nay cũng rút bớt rồi đó dạ. Rồi gọi bằng tiếng bên đó cảm ơn dạ. Vậy thì trước đây có bị nhiều lần vậy không? Đây là lần đầu có nè. Trước đây cũ có bị nhiều lần vậy không hay là lần đầu tiên? Kỳ dạ. Cái giống như vậy là đầu tiên dạ. Đây đó ha, cái giò bị vậy đó ha. Rồi đó nè dạ. Rồi dạ. Cái giò thuốc tàn mà cái vậy á. Cái hỏm cái chân á, cái chân này nè. Nó đen, nó đen tới với cái đây cái nè. Chân hỏm đen nè. Nó đen tới dưới luôn, nhưng mà hôm nay vậy là còn chỉ một phần thôi đó. Nó hỏm là nó đen. Đúng ra, thật ra cái tuổi già là phải được nâng niu, được trân trọng từng ngày từng giờ, nhưng mà rất là đáng tiếc cái sự việc vừa rồi nó xảy ra như vậy. Nên là tụi con cũng rất là không công mà phủ vô đồng rất là thương ăn riêng thần giữ một lần nhất chứ dạ. Thưa quý vị, trước mặt quý vị đây đó là bà cụ 88 tuổi mà vừa qua xôn xao dư luận khi mà bị người con dâu và hèn hà bạo hành mình. Thì nó câu chuyện đã làm căm phẫn đến rất là nhiều người trong và ngoài nước mà nó không có chịu như mình vậy thì nó cái thằng con thằng Chí đó vợ nó nè cũng mất rau gì vậy cầm cái nè
Dụ mẹ ăn hết rồi. Không hết rồi. Sau khi mẹ sau đó thì được con gái út của cụ đã đưa về chăm sóc cụ thì nó đâu phải thằng như con. Thưa cụ, con tên là Dũng. Con nghe câu chuyện của cụ ấy vậy đó, con cũng thấy là cũng như rất là nhiều người khác cũng cảm thấy rất là đau lòng. Thì cũng xuống này con cũng muốn hỏi thăm cụ xem thử là cụ bây giờ tinh thần với sức khỏe nó có ổn hay không. Thì bây giờ cụ thấy sức khỏe thì sao? Chưa biết. Không, cụ thấy sức khỏe bây giờ thì sao? Chưa biết. Chưa biết có hả? Ý là hỏi không, không. Khỏe không á. Bây giờ cụ có thấy khỏe không? Khỏe. Khỏe ha. Ổn định ha. Có bị ám ảnh gì không? Nó cũng còn buồn phiền không? Thấy buồn nhiều rồi. Buồn hả? Buồn. Con thấy hình như ở tay của cụ đang đeo cái nhẫn phải không? Cái nhẫn nè, con nó mượn cái tay cụ coi. Cái nhẫn này là nhẫn cưới hả? Không có. Hả? Cái này là cái vòng cưới đó hả? Tôi không phải ai cưới chị em thì còn cháu chị ấy vô. Nó mua thấy già đó. Mà nó quất tiêu còn có mấy cọng. Quất bay hết mấy cái viên đá này phải không? Đá hộp cẩm thạch gì đó phải không? Đó. Quất cho tiêu luôn, cong queo luôn à. Quất cho tiêu mà quất mà tiêu cái này vô là nó đính cứa vào tay cũng dữ lắm đấy nè. Mẹ nó đấm bầm đen luôn đây là cái thuốc rồi. Vậy là năm nay cụ gần 90 rồi. Cụ tất cả có tất cả mấy người con? 3-4 người đó. 3-4 người. Mà nó đi hết rồi. Rồi thì cái người mà hiền, cái người mà vừa rồi bảo hiền cụ á là con dâu cụ hả? Dâu. Cái chị đó có hay thường xuyên dùng những cái hành động bảo hành cụ vậy không? Để đây về nó dâu vậy đó, nó cũng làm chén cơm hay gì đó đem về má cơm vậy chứ. Mình có thèm quá đi nữa thì coi mấy đứa nào con gái mình nó hỏi rồi mình có đi chợ không? Mình muốn cái kia nọ vậy đó. Thôi ăn cơm rồi. Chứ không có nó bay đi chợ sao bay không mua này kia cho dứt khoát thì mua nó đi đó. Giống như là không có đòi. Không, con biết đấy, con biết là cụ không đòi, nhưng mà ý con hỏi rằng á là cái việc vừa rồi mà cụ bị bạo hành bị đánh rồi bị lấy cây đánh vào mông vào người đó, thì cụ hay bị thường xuyên bị đánh như vậy không? Có. Bị khoảng nhiều lần không? Hoài hả? Đủ mẹ dầm gì vậy hả? Nói vậy ha. Nói vậy xong rồi quấn. Đủ mẹ, quấn chích đỉ mẹ, dầm. Trời. Tôi chưa có bị nè, trời má. Thì hồi đó tại sao cụ không có liên hệ với những người con khác để tới để cứu cụ? Nó không chưa quấn mình la rùm á, cụ không có quấn. Không, nhưng mà những lần mà con cái tới thăm nó, cụ có kể không? Có kể cho mấy chị khác biết không? Thôi, nó làm thêm chừng nào nó quấn mình. Mới bắt đầu. Bà không có dám. Mấy nhỏ già bà không dám thấy ta chân bầm đen nữa. Hiện tại bây giờ cụ đang ở nhà đây là nhà của ai? Nhà của tôi, nhà của con gái. Con gái, gái út hả? Từ khi cụ về đây cụ thấy thế nào? Từ khi mà cụ về đây ở thì cụ thấy làm sao? Mới vô ở thì cụ thấy nó làm sao? Không có, cũng đàng hoàng. Đàng hoàng hả? Cứ ở ngoài á. Chứ mới đây nó thấy như vậy rồi. Thấy vậy rồi rất kìa. Vậy cụ có hài lòng không? Chị
chết sống vì do lực của trời. Dạ. Không, ý có nói là cụ về đây cụ ở nhà nó thấy thoải mái không? Được. Thoải mái ha. Dạ. Nó không có chửi gì. vậy mong ước của cụ bây giờ là cụ mong ước làm sao? Bây giờ cụ mong ước làm sao? Mong muốn làm sao? Nó mà giỏi. Dạ. À, rồi giờ cụ muốn để nhà nước nuôi cụ hay là cụ muốn ở đây với con gái? Cứ nói đây á thì có mấy anh hết. Dạ. Nhà nước á thì thương vui. Dạ. Thấy vui khổ. Dạ. Thì là một phần nhất. Dạ. Rồi bằng phần nhầy gì là con gái, con trai cũng thương vui. Dạ. Hay vậy được không? Dạ được. Hay vậy được không? Dạ được, nhưng mà tóm lại bây giờ là ý con hỏi là mong muốn của cụ bây giờ là cụ muốn sống ở đâu? Tôi chưa biết. Chưa biết ha. Vậy là ví dụ như mà nhà nước đề nghị là đưa cụ đi vô viện dưỡng lão, cụ ở trong đó không? Không em. Không. Không. Vậy là cụ muốn về lại cái nhà cũ không? Cái nhà mà ở cái nơi ở cái nhà con trai mà bị cụ bị con dâu bầu bị con dâu đánh á. Cụ có muốn về đó không? Vậy nó không. Không về. Cụ ở đâu là ở đó vậy? Như vậy nè, tôi ở đây. Giờ ở đây ha. À đó thì ý con nói vậy hỏi vậy đó. Thì là cụ muốn cụ ở đây. Dạ, ở đây cho thoải mái. Cụ ở đây mà may sao mà còn sống được lâu hơn nữa, hơn 100 tuổi chứ còn mà, đúng không? Dạ. Vậy là mong muốn của cụ đấy. Làm việc phải hồng ân để sẵn. Dạ. Làm việc nguy ám nặng nguy rồi. Dạ. Tu hành dễ đã thả trôi. Dạ. Mà mang thêm tội ngược xuôi nào trời. Chết ạ. Dạ. Tôi nói thiệt chứ không phải nói chơi luôn. Dạ. Mà bác cụ còn thấy sáng không? Vẫn còn sáng, có thấy nhưng một bên nó bị cái đó bị cườm. Bị cườm. Giống bị như cườm. Thấy là má lớn quá. Tuổi vậy quá là không giờ mổ không được nữa. Được, nhưng mà kiểu như giờ vậy rồi mổ rồi. Không, không mổ luôn. Dạ. Với lại mà má chị không có đi được, phải đi được thì cũng mổ để cho thấy đường đi, rồi giờ đâu có đi được. Vậy đâu. Là cụ là không đi được bao lâu rồi? Chắc cũng phải 9-10 năm vậy đó. Hồi tính nó học mẫu giáo rồi, nay nó học lớp 8 rồi đó. Nó lấy cây nó quất. À cái này là cây nó quất vô đây luôn á hả? Ừ. Rồi. Cái chỗ này nó à, ngon không? Xì mũ luôn chứ ngon gì? Trai nuôi á. Trai nuôi mình vậy ngon không? À trai nuôi ha. Dạ. Trời ơi thấy thương chưa? À, qua câu chuyện này thì cụ muốn nhắn nhủ đến những người con như thế nào? Qua câu chuyện mà cụ bị con mình đối xử với mình như vậy á, thì cụ muốn nhắn nhủ với những người mẹ, những người con khác như thế nào, cụ có thể chia sẻ cho con được không? Ví dụ như hôm nay cụ dạy con này, hôm nay con nè, con cũng có mẹ già, thì bây giờ là cụ nhắn nhủ con như thế nào để về con sống tốt với mẹ con hơn? Sống hoài chứ không có bỏ, chừng nào chết bỏ, mình bỏ. Dạ. Yeah. Chứ không, nó này kia, nó trời ơi, bây giờ ba bữa bệnh quá má. Cho nội, ngoại, má tôi bệnh quá ngoại. Má là con dâu của mình á, không bỏ, tệ. Yeah. Nó làm nó chịu. Ý giống như là làm vậy, nhưng mà ví dụ giờ nói cháu nói là cha mẹ con bệnh quá, nội quá ngoại là cũng không bỏ. Nó làm kệ nó, ý má chị nói vậy. Yeah, Nó làm trật thì trời như vậy hả? Nhưng mà cụ có muốn dành cho con một cái lời khuyên nào đó không? Khuyên con. Hôm nay là con đến thăm cụ nè. Con vừa đến để mà thăm cụ rồi. Cảm ơn. Dạ rồi. Cảm ơn. Dạ, nhưng mà cụ khuyên con cái điều gì không? Cái mạnh giỏi. Dạ. Trời xanh trời sắp trời buồn không có chết đâu. Dạ. Dạ. Ơi, qua câu chuyện này con thấy là cái lời cảnh tỉnh cho những người mà còn cha còn mẹ thì nên là đối xử với cha mẹ cho nó tròn chữ hiếu, chứ đừng có làm kẻ bất hiếu để rồi sau này thì nó sẽ mang tội. Dạ. Chỉ vô tư rõ rõ phải không? Dạ. Kiếm đau địa ngục xong xong. Dạ. Dâm vào vô để lao lành. Dạ. Dạ. Quá rồi. Dạ. Dạ. Rồi vậy con những cái lời cụ nói ra thì con cảm thấy rất là ý nghĩa. Dạ. Làm việc phải hồng ân để sẵn, có sao mấy ông làm ác cỡ nào cũng mua xong. Dạ.
Làm ác không phải ác gì mà thấy người ta bệnh hoạn hay sao quá là yeah. Mà không ai dớt lên đó thì yeah. Mình dớt rồi gọi thôi rồi cũng có dạ. À, thưa cụ, hôm nay con đến thăm á thì con đã có một quà cho cụ ha. Đây là dạ, sữa này là sữa em xua cho người, hỗ trợ cho những người già á. Dạ, hỗ trợ già sữa. Ôi, này thì chú cảm ơn. Dạ. Mà quá vẹt nhậu rồi uống rồi thôi chú dân dịch lại đem về ha, con cái này con có rồi, con có rồi. À, dạ con có rồi. Nay hôm nay con có cho cụ hai hộp luôn nè. Wow. À, dạ hai hộp luôn để cho cụ ấy hàng ngày nè. À, đặc biệt có thêm một cái chai dầu này nữa. Chai dầu này là dầu sen ở bên Mỹ á ha cụ. Dạ cái này dùng tốt lắm nè, người già như cụ dùng ấy ha. Dạ nhiều quá. Dạ rồi. À, và đặc biệt ngày hôm nay con cũng đến thì con cũng mừng tuổi cho cụ một chút xíu để cụ vui vẻ hơn và cụ sống lâu trên 100 tuổi ừ. Nha rồi cụ nhìn cho con đi để dạ con năm nay được 41 rồi 42 rồi còn dạ bằng nửa một nửa tuổi chứ được một nửa tuổi đời của cụ nữa trời sinh trời chấp trời định dạ bình lần việc phải hồng nhân để sẵn dạ làm vui ấm nặng để lên dạ cụ cảm ơn nhé dạ à, cụ à, có à, cụ à, thấy cụ khỏe này thì cụ vui là nói chuyện như vậy là con mừng lắm. Được, dạ nghe nói cũng mừng. Bao nhiêu người họ cũng đang lo lắng biết là sức khỏe của cụ bây giờ thế nào mà thấy vậy là chắc là họ cũng mừng lắm rồi. Dạ nhiều người mừng lắm. Dạ khổ lắm vui lắm. Dạ thấy thiệt được tình dạ. Thôi à, con biết là sáng giờ mấy hôm nay là cụ tiếp rất là nhiều khách. Dạ nhiều người đến cũng thăm hỏi cụ vậy là con cũng không làm phiền cụ nhiều. Không con chỉ hỏi thăm cụ để cả sợ cụ mệt. Rồi. Dạ. Thì con chú nói vậy thì cụ mừng lắm. Dạ. Cha xui mới tới đây. Dạ. Mà hỏi sao cô vậy chú rất cảm ơn. Dạ. Thôi chú cầu chúc gia đình. Dạ. Ba má mình. Dạ. Con cháu của mình. Dạ. Bình yên. Dạ. Dạ con cảm ơn cụ nhiều. Rồi chúc cụ cũng thôi thì coi như là mọi việc thì cụ cứ hoan hỷ bỏ qua đi. Đó. Ai sai đúng thì cái đó có nhà nước và có pháp luật xử lý. Bây giờ những ai mà tốt với mình thì mình cứ trân trọng nó rồi cụ có gì đó thì sống cho nó thoải mái cho nó khỏe để sống được lâu hơn cụ ha. Dạ. Dạ cụ nhiều sức khỏe. Dạ. Quên dạ. Có mấy đứa con rồi. Dạ con hai thằng con trai được hai thằng rồi. Dạ. Dạ. Ủa con muốn đẻ con gái để mà sau này được phước như con gái của cụ đấy nè. Chứ mà hai thằng con trai mà ừ. Không khéo nó bất hiếu như tới. Như kia là con cũng sợ lắm. Quá ai. Quá ai. Dạ. Chưa tới. Dạ. Dạ. Muốn vậy mà bây giờ chưa từ từ vậy chứ. Dạ. Dạ. Làm việc đó mà muốn để sẵn. Dạ. Phải không? Dạ. Chứ không phải một vị mại thế đó. Rồi chú nói rồi mai mốt là thành chắc là nghe được nó còn lớn quá. Dạ. À. Dạ rồi. Nói không phải nói cho tôi nằm thường thường ở nhà tôi. Không có ai nhà tôi được tin. Dạ. Tôi đọc ở trên Mỹ Tho là. Dạ. Làm việc phải không muốn để sẵn để dành. Dạ. Đó như tôi không qua lá. Vậy là ngày xưa là cụ theo đào có đài hả? Dạ. Mình từng. Dạ. Chính thấy về rồi cho con xin phép được chụp với cụ tấm hình kỷ niệm nhé. Đưa về chụp cho dạ, chụp qua đấy. Cười cái cụ, cười đấy cụ, cười cho vui nè. Cụ cười đấy, đó à. Làm cười cho cười cho yêu đời vậy đó cụ. Như tôi làm việc phá hồng để chẳng trời cho cụ. Của mấy ông ấy mới mới đem tới nhà mà yeah. Có chuyện này mới yeah. Đem cho yeah. À, cụ có thích nghe hát không? Cụ có thích nghe hát không? Nghe yeah. Nghe ha. À, hôm nay con đi cùng với con hôm nay có một cái ca sĩ hát rất là hay và rất hát về những cái bài về mẹ. Anh là học trò của cô Giao Linh á. Cô ngoài có biết ca sĩ Giao Linh không? Giao Linh hát rất là hay luôn. Ngữ Hoàng Sầu Muộn á. Hôm nay có anh đó là bà của con, anh đi cùng xuống thăm ngoài đây luôn. Đó là anh ca sĩ Tôn Vĩ.
Dạ, bây giờ con mời anh ca sĩ Tuấn Vĩ vào trò chuyện với cô một chút xíu ha. Bây giờ rồi em tặng cho cô 1, 2, 3 bài hát gì đó cho cô vui ha. Cảm ơn. Dạ, rồi. Ngày lặn lội reo neo nuôi con đến ngày lớn khôn. Giống thông tin. Ca sĩ mà hôm nay em mời ca sĩ về hát cho ngoài nghe mà. Bài hát thì nó bài hát còn dài. Bài hát còn dài nhưng mà con hát đoạn cho nó vui vậy thôi, bởi vì không có nhạc á. Dạ. Hát để cho ngoại vui là chính thôi. Dạ. Chủ yếu là động viên. Dạ. Chắc ông bà đám cưới nhạc lớn không nghe gì quá. Cũng là chính. Đi coi ca nhạc của người ta ngoài đi lắm. Người biết phải trời chết. Dạ. Chắc không còn này không? Rồi thôi cũng nghỉ nha, tụi con cũng vô gọi là động viên thăm hỏi cụ thôi. Cảm ơn quá. Dạ, dạ, rồi cũng nghỉ ngơi. Dạ. Dạ, có khách vô nữa này. Dạ, có khách nữa vô nữa thì con về nha. Dạ. Chúc sức khỏe. Cầu chúc em nghe xuân phù. Dạ. Chào chị. Dạ, chị ngồi đi chị. Đây là cô thứ 7 của anh. À, cô thứ 7 hả? Rồi chú thứ 8 á, chú 8 là để có bà cụ. Dạ. Điểm cưới nè. Dạ. Đây là cô Năm. Dạ. Đây là tí bạn con. Dạ, đây là Tuấn Vĩ. Đây là con đây là bên nhà chồng của chị ha. À, đây là mấy chị bên chồng. Em nghe nói là mấy chị là hoan nghênh và ủng hộ cái việc mà chị Phường là đưa cụ về đây ha. Dạ. Vậy là biết sao không? Tại vì cha mẹ là trên hết. Dạ. Dù mẹ ở từ đâu cũng cần biết, mà miễn mẹ hoàn cảnh của mẹ thì cứ đến đây để các anh em trong gia đình, các cô các chú, ví dụ như những người ngoài người ta cũng hỗ trợ để giúp cho bà được sống thọ. Dạ. Người mẹ Việt Nam là tất cả đất nước trên thế giới này tôn trọng rất là bà cao tuổi. Dạ. Thì các phóng viên đến đây, tất cả anh chị em đây trong gia đình đây rất là chân thành cảm ơn. Dạ, 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 cảm ơn chị. Dạ. Rồi được cái sự đồng thuận bên nhà chồng như vậy là một điều rất là tốt. Dạ, để cho chị Phượng đây chị an tâm hơn khi mà đưa mẹ của mình về đây để mà được nuôi dưỡng những cái ngày tháng cuối đời của cô á. Dạ. Nói đâu rồi, nói kêu nhỏ em dâu rước chị đây đi. Dạ. Yeah. Chăm sóc cái gì mẹ ruột. Dạ. Tại biết sao, nhỏ em nó cũng phân tâm. Tại vì bà mẹ tất cả ai cũng là tôn trọng hết. Dạ. Nhưng mà không ngờ tại vì gia đình nó thiếu suy nghĩ, thành ra bà mẹ làm một cái sự đau khổ, ai cũng xót xa hết. Dạ. Từ cái chỗ đó đến nỗi là toàn cả đất nước luôn, ai cũng xót xa hết. Dạ, dạ, đúng rồi. Mấy con gái ở thành phố điện về nói mẹ. Dạ, cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Này thì chị cũng không có giống như chị không có ý định để mà giống như để đưa lên mà để làm lớn chuyện. Yeah. Cũng như là chị thấy mà bị vậy thôi. Yeah. Rồi giống như đã bữa hỏi mà ngày đầu tiên đó là chị ra ngoài thì cái anh rể ảnh cũng như ảnh cũng anh em rất là bức xúc thì cũng có mời anh công an với xã lên. Yeah. Giống như bữa chị ra chị có trình bày với anh Minh là cũng như là không phải là em giống như mời anh lên đây với lại có cái gì Sáu Trinh, nhưng mà chị cũng làm với xã luôn. Yeah. Giống như là không phải để thưa kiện, không phải để cái gì hết, là cũng như là đó giờ là anh không phải là đó giờ, cũng như là tôi khoảng một năm hơn là từ cái lúc thằng cháu mất là hai vợ chồng anh chị mới lên ở chung với má chị. Yeah. Còn lúc trước là ở chung với con trai lớn của anh chị đó. Yeah, anh Tuấn á. Ở chung với bà nội. Yeah. Là má chị đi không được nên khoảng 9-10 năm rồi. Yeah. Nhưng mà trong lúc ở với thằng cháu là chị hoàn toàn tắm rửa cho má chị. Yeah. Cũng như chị tới lui tắm rửa vậy thôi. Yeah. Rồi tới lúc mà nó bệnh nó mất rồi á. Yeah. Là bắt đầu là cha mẹ nó mới lên ở với bà nội nó. Yeah. Đó là tới giờ. À. Đó chị thấy vậy là giống như là không phải là để là tố cáo hay thưa kiện gì.
Ý chị muốn giống như là má chị đang ở với anh chị của chị, mà tự nhiên giờ chị đem chị hốt rước về nhà chị thì rủi sau này có chuyện gì á, ví dụ như rồi cái chị sợ vậy thôi. Giống như ví dụ anh chị mình á, sau này nói má rồi đó đây khỏe mạnh rồi nó rước vô trỏng giờ giờ bệnh hoạn rồi chết hay gì đó. Cái trong lương tâm chị nói vậy. Rồi chị mới nhờ anh Minh lên để nó như làm chứng. Là cũng như là chị cũng có đưa cho anh Minh cái coi cái clip đó. Là như là anh với chị dâu á, của em á, là đã giống như là đối xử với má em vậy. Nhờ anh lên đây giống như làm chứng để cho em xin rước má em về trỏng. Chứ không phải là ý gì hết. Rồi anh Minh anh mới nói vậy nè, anh nói thì giờ tùy mấy chị, hai chị sắp xếp. Ví dụ như là để bà cụ tại đây, rồi hai chị á, là có thể là lên xuống tới lui chăm sóc, hoặc là rước đi hay là sau đó gia đình sắp xếp. Thì cái chị cũng nói với anh Minh, chị nói thì em ý em là như vậy, giống như là em mời anh lên đây là để cho anh chứng kiến em xin rước đi, chứ em không để má em ở đây nữa. Nhưng hoàn toàn là em không có thưa kiện gì hết, là cũng như là không có thưa kiện gì anh chị em, anh chị dâu á, chị dâu á, là không có hoàn toàn không có nghĩ tới mà để thưa kiện hay là cái gì hết trơn. Đó chỉ là như làm chứng để xin rước má về đây thôi. Rồi nhưng mà chị cũng không ngờ là thằng con của chị á, giống như nó cũng không có nghĩ là cái tình trạng này nó xảy ra như vậy. Giống như nó còn nhỏ mà, giống như là nó hay là có cái gì nó cũng đưa lên bạn bè rồi nãy nọ, nhưng nó cũng không có ngờ là nãy đúng chị nói thiệt. Nó bắt đầu nó chia sẻ với bạn bè nó, là nó gửi qua, nó nói bà ngoại mình bị vậy vậy vậy. Nhưng mà không ngờ rồi một người, cái hai người, cái ba người, cái mười người, rần lên luôn. Chị không ngờ luôn. Cái bắt đầu hình như là ngày đó, ngày mùng ba mình là 25 tây đó, khoảng 1-2 giờ vậy đó, là có một cái anh đó, anh tên là Đặng Văn Phúc, ở đội giải cứu Tây Ninh gì đó, SOS gì đó, với là báo, ảnh nói là ảnh là phóng viên báo Lao Động Chính Thống gì đó, điện xuống là hỏi chị bây giờ chị đã rước má chị về rồi phải không, vậy nói chị rước má chị rồi, mà nó anh đó nói là giờ chị cho em xin địa chỉ để em xuống. Thứ nhất là em thăm bà cụ, thứ hai là em sẽ đưa lên báo Lao Động đàng hoàng để mà cũng như là báo lên để đăng báo vậy đó. Nhưng mà chị từ chối, chị nói không chị không chịu đăng báo, cũng như là chị đã rước má chị về đây khỏe mạnh an toàn rồi, không còn bị đánh đập nữa, là chị giống như là mãn nguyện rồi đó, không còn muốn mà rùm beng báo chí gì trơn á. Đó đúng rồi, nói vậy. Rồi anh có nói vậy, anh nói chị nói vậy em không chịu, bây giờ chị có biết là trên mạng xã hội bây giờ đang rần rộ rộ về cái chuyện má chị không? Người ta rất là bức xúc, tại sao chị không bức xúc? Cái chị mới nói là trời ơi, má ruột của chị gì đau biết bao nhiêu đau, mà cũng như là bên đây là má, bên kia là anh, cũng là máu mủ của mình. Chị không có hoàn toàn, bây giờ chị nói đúng với cái lương tâm mình là chị không bao giờ chị nghĩ là để cho anh chị mình phải bị như vậy. Không có. Nhưng mà tại vì con của chị nó nhỏ quá, nó khờ quá, chị có rầy nó, chị nói tại sao con làm như vậy, con không nói mẹ. Nó nói con đâu phải con làm gì đâu, con chia sẻ cho bạn con. Rồi bạn con nó mới chia sẻ rần lên, chứ con đâu có làm gì đâu. Con đâu có điện nhà báo hay cái gì đâu. Nó rồi cái anh nói là bây giờ chị phải để cho em xuống tới chỗ em thấy trước nhất là phải để cho xử đúng người đúng tội. Thứ hai nữa là phải để cho răn đe những cái người ở ngoài xã hội. Nếu mà chị cứ vậy hoài là không được. Rồi chị mới nói không chị không chịu. Không chịu, chị giờ không muốn báo đài, không muốn cái gì hết. Chị vậy là má chị về đây là chị không có muốn cái gì nữa hết. Vậy là cái trước đó là chị đã từng có cái clip đó, chị không muốn làm rùm beng chuyện, chị muốn là nhờ đến công an xã để đến để làm chứng để để là gọi như là mình tới để mà mình có cơ sở đó để mình đưa má về nuôi thôi. Nhưng mà sau đó thì chị vẫn đã được đưa về nuôi rồi. Đã đưa về nuôi và mọi cái thì cũng đã xong xuôi rồi. Nhưng mà cái clip đó là do cái sự sơ suất của con chị. Chứ không phải là chị cố tình đưa lên hay là muốn đưa lên để là để mà là ấy gì đến ảnh hưởng đến anh trai mình hoặc chị dâu mình gì hết. Rồi để cho mọi người hiểu được cái câu chuyện như vậy thì vô tình là tức là có nghĩa rằng là chị đưa về đấy trước và cái clip đó đưa lên sau. Đưa lên sau. Tại vì chị rước má chị về đây là khoảng 9 giờ sáng. 9 giờ sáng ngày hình như
25 tây thì phải. 25 tây. Mùng 3 mình á, mùng 3 ở dưới á là mùng 3 dưới, hôm nay là cũng mùng 8 rồi. À. À. Thì chị đưa là về đây đã xong rồi mà khoảng độ ngày sau hay gì đó thì không, bữa đó luôn. Bữa à, vài tiếng sau. Giống như là khoảng 1-2 giờ chiều đó. Dạ. À, 1-2 giờ chiều. Là giống như là người ta đã coi trong mạng, người ta thấy rồi, người ta điện xuống. À, rồi đã em hiểu rồi. Rồi cái anh cũng nói tới, nói lưu hoài. Anh nói bây giờ làm sao, em hỏi thiệt chị giờ, chị chịu không? Nói không, chị không chịu. Dạ. Chị không chịu là đưa lên báo gì hết á. Dạ. Rồi ngày đó, rồi qua ngày sau, rồi cũng công an ở dưới xã, nói chung là chị Tám Bí Thư, rồi anh Đức Chủ tịch, rồi nhiều lắm cũng có lên đây. Rồi công an huyện đâu cũng có vô luôn. Rồi chị Tư của chị thứ tư á là chị còn một người chị gái nữa. Rồi chị Tư rồi tới anh là năm. Rồi tới chị là thứ bảy. Đó, chị Tư chị cũng là xin năn nỉ mấy anh công an dữ lắm. Nói anh phó công an huyện á, anh vô rồi chị Tư nói thôi bây giờ á cũng như là chuyện vậy là nó đã như vậy rồi. Bây giờ chị em tôi cũng xin là như mấy anh, thôi năn nỉ mấy anh luôn đó. Giống như là bỏ qua tha thứ một lần. Giống như là chị em tôi là không có truy cứu cái gì hết. Cũng như là mấy anh bỏ qua. Rồi cái anh Thái đó, anh phó công an, anh nói không được. Cái này là cho dù hai chị có năn nỉ đi cỡ nào đi nữa cũng không được. Tại vì bây giờ đó là cái bà cụ này đã là lớn tuổi, là trong hội người cao tuổi. Là bây giờ là không còn chuyện của gia đình nữa. Gia đình không có quyết định nữa, không có xin xỏ, này là chuyện của pháp luật. Pháp luật sẽ bảo vệ những người cao tuổi. Đó, ảnh nói vậy. Rồi cái nói riết hội, rồi cái ảnh cũng nói, ảnh nói nếu mà nói vậy là cũng như chị cứ năn nỉ vậy hoài là chị là sao bao che tội bao che rồi thôi chị không dám nói nữa. Sợ nói là chị là ghép của chị cái tội bao che cho nên chị không dám năn nỉ cũng dám xin không. Cái đó là mình, đó là cái mà mong muốn đề xuất nguyện vọng của gia đình, không có vấn đề gì bao che hết, chị đừng có lo. Không, tức là anh nói giống như là nếu như mà mình không xử lý thì đôi khi là mình lại bao che cho cái hành động của người đó. Ý anh chủ anh công an đó, dạ. Anh nói là giống như xin mà có tội mà không để pháp luật xử lý là mình biết mà mình không nói ra, mình không cho đó là có nghĩa là mình bao che. Đó, rồi thành ra chị không, giờ chị cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ tới đâu hay tới đó chứ chị. Chị có thể cho em biết được cái ngày đầu mà lúc mà chị đưa cái hôm mà cụ về đấy thì thấy tinh thần của cụ có bị hoang mang, có bị bất ổn không? Má chị lúc đó nhìn giống như là bị sợ hãi vậy đó. Giống như là cái mặt nó không có bình thường, nhưng nó hơi là lơ láo đi. Rồi mấy người đó, bạn của chị, rồi chòm sớm, rồi bà con, rồi lại thăm, giống như hỏi tới đâu nói tới đó chứ không phải má chị nói giống hồi nãy. Hồi nãy là nay rất là bình tĩnh rồi đó. Là cũng như hỏi tới đâu nói đó, nhưng mà không có nói bình tĩnh như vậy. Bữa nay là rất là bình tĩnh, nay là bình thường rồi đó. Nhưng mà không phải là má chị vậy, nhưng mà má chị cũng có một chút lẫn trong đó. Giống như có khi nãy giờ như em thấy đó, em hỏi có khi nói cũng hơi trớt. Đúng rồi đó, chứ không phải là hoàn toàn minh mẫn, mà cũng không phải hoàn toàn là mất trí hết. Từ khi mà câu chuyện này nó lên như vậy thì chị có bị câu chuyện mà mẹ mình như vậy á, xong rồi anh của mình cũng bị hiện tại hình như em thấy biết là công an đang tạm giữ để điều tra, thì chị thấy gia đình có bị ảnh hưởng xáo trộn gì về trong cái bị xáo trộn vấn đề gì không, có ai bị đe dọa hay là có ai bị gì không chị? Không đâu có đe dọa gì. Không ai gì ha? Không không có gì. Em sợ là đôi khi có những ai đó họ thấy như vậy đó, đôi khi họ làm phiền với gia đình mình á. Như cái đêm đó, cái ngày đó đó là công an mời anh chị xuống xã đầu đó, rồi xong rồi chở ra ngoài huyện luôn á. Đêm đó chị không có ngủ được. Nhớ trời ơi, nói đêm nay tối nay là ra ngoài rồi không biết là nó có công an có để cho cái giường để nằm không, hay là có mùng hay là gì, hay là mũi mộng nó cắn. Con cảm ơn cậu Tư. Rồi chị cũng đau lắm, chị trăn trở dữ lắm. Dù gì cũng là máu mủ của mình, máu chảy thì ruột phải mềm. Nhưng mà cái chuyện này chị nói chung là chị cũng không ngờ tới. Rồi em một hiểu. Một bên mẹ, một bên là anh. Anh, Nhưng mà chị không có ngờ.
chị không ngờ là nó lớn tới vậy. Giống như chị nghĩ là mình làm vậy để mình đem mẹ mình về thôi, nhưng mà không ngờ là giống như cái xã hội này giờ người ta quan tâm quá vậy, rồi nó bùng nổ lên quá lớn, chị không ngờ được. Thật cái tâm chị là chị rất là đau. Chứ đâu phải nói anh mình làm mẹ mình vậy mà giờ cho đá nó ông đi. Không bao giờ có thiệt tầm trong cái lương tâm chị, không bao giờ chị nghĩ tới đó. Chị rất là đau, chị đau vậy, nói anh chị cũng đã bệnh. Anh lớn tuổi, anh bệnh, anh bệnh huyết áp rồi, anh bệnh đường rồi đủ thứ đó. Rồi chị của chị cũng vậy, hai chị em rầu nó trời ơi. Rồi không biết rồi có thuốc mà anh Năm có thuốc men gì để uống ở trong đó không. Rồi hỏi đứa cháu á, hỏi con vô có gặp cha mẹ con không, nó nói người ta không có cho gặp, nhưng mà người ta có kêu đem thuốc rồi ra với bảo hiểm rồi. Chị tư của chị rồi cũng nói thôi vậy cũng được để uống thuốc rồi, chứ tại vì bệnh rồi, chị dâu chị cũng có bệnh nữa, chị cũng mới mổ cổ rồi nữa. Nó rồi cũng nói rồi ta cho đem thuốc vô uống thì cũng được. Em biết hiện tại bây giờ chị đang ở đây là ở bên chỗ nhà chồng. Vậy từ khi mà chị đưa má chị về đây thì có phiền hà gì không chị? Không, bên... không. Chồng chị vừa thấy cái đó là chồng chị đã nói chị rồi. Ủng hộ liền ha. Em phải rước má về đây chứ, tại vì má mình không còn bao lâu nữa, sống bao lâu nữa mà để kiểu như vậy là rất là khổ. Anh rồi thì nói, anh có kêu chị đem về. Vậy ha, đem về. Hiện tại bên chỗ nhà chồng chị đấy đó còn có ông bà không? Không. Tức là bên nhà chồng chị mất rồi hả? Không phải. Tại vì chồng chị biết sao không? Chị đã nuôi ba chị, ba chồng với má chồng chị rất là đàng hoàng. Thành ra bây giờ là anh coi như má chị cũng như là má ảnh thôi. Anh nói là má nào cũng má, em đã hoàn thành nhiệm vụ bên chồng rồi. Bây giờ má mình khổ quá thì em cứ đem về. Nói chung là mấy chị chồng của chị cũng ủng hộ chị luôn. Không có ai mà nói gì hết. Anh chồng là chị chồng, mấy chị hồi nãy là chị chồng của chị. Nói là vợ em phải đem bác về đây. Tại vì hồi đó em nuôi má của chị như thế nào thì giờ em nuôi má của em như thế đó. Chị không phản đối gì hết. Chị rất là ủng hộ em. Chứ không có ai phản đối chị là đem má gì về đây hết. Không, em hỏi anh vậy thì mới biết được nhà. Chồng chị là người đầu tiên kêu chị đem má gì về. Thì đúng rồi, tại vì khi mình đi làm dâu đây nè, mình đâu có dám mà được sự hậu thuẫn của chồng và cái gợi ý đề xuất của chồng, thì rõ ràng đó là một cái điều mà chị cảm thấy mới là tự tin được, vì mới mình dàn đi đem về được. Em về thì anh cũng là một người sống rất là tốt, rất là tình nghĩa. Thì qua câu chuyện của gia đình mình ngày hôm nay về cái việc làm như vậy, thì chị có lời khuyên gì đến cho những người mà là những người con trai hoặc là những người con dâu á, như bản thân chị đã từng là một người con dâu và làm cái hoàn thành nghĩa vụ của một người con ở gia đình chồng, thì chị có muốn nhắn nhủ điều gì không ạ? Thì qua này vụ này thì chị cũng nói chung mình cũng không phải là mình giỏi giang gì, nhưng mà mình cũng nói là ai còn cha mẹ thì hãy trân trọng những gì mà cha mẹ đã làm cho mình, là phần nhỏ thôi. Phần lớn mình đã làm cho cha mẹ mình lúc này là chỉ phần nhỏ đối với cha mẹ đã làm cho mình là nó lớn hơn nhiều. Thì vậy thôi chứ không có gì. Là đừng có còn cha còn mẹ, đừng có để cha mẹ khóc. Đúng rồi. Chị nói vậy thôi chứ không có. Rồi, rất là cảm ơn chị đã chia sẻ cho em về cái câu chuyện của gia đình mình ngày hôm nay. Em cũng chúc anh chị được nhiều sức khỏe để chăm lo cho cụ và dạy dỗ các cháu nó được thành đạt hơn nữa nha chị ha. Chào chị Phương. Chào chị. Đấy, thưa cả nhà, cụ được sự quan tâm rất là nhiều. Bà con hàng xóm người thân đến thăm cụ. Cụ ơi, con nãy giờ đến chơi nhà mình thăm hỏi cụ lâu rồi. Bây giờ con xin phép con về nha, con về thành phố Hồ Chí Minh lại đây. Con với anh Vĩ cũng chúc cụ được nhiều sức khỏe. Vui vẻ cụ ha, lạc quan yêu đời. Rồi mai mốt mà con có thời gian con xuống con hát cho cụ nghe nữa ha. Hát giống như hồi nãy ha.
Ủa, dạ. bài hồi nãy cũng có nhớ bài gì không nè, còn nhớ không? Nhớ hả? Đúng. Dạ. Rồi con chào cụ. Dạ. Rồi chào anh, chào mấy chị mấy. Dạ. Mấy. Dạ, anh gì? Dạ. Rồi cũng chào bác. Dạ. Rồi dạ. Dạ rồi. Dạ. Cũng chào bác ha. Dạ anh sao anh gì? Em về luôn chị Phường nha. Dạ, chào. Cảm ơn nhiều nha, cảm ơn rất nhiều. Dạ có gì nữa dạ. Dạ.